sư cho con hỏi là hiện giờ là 15 tuổi ờ, con rất muốn được đi xuất gia con định con chỉ đầu tốt nghiệp lớp 9 là con xuất gia nhưng có nhiều vị sư lại ngăn cản con kêu con học à, học hết lớp 12 con xuất gia nhưng giờ con thấy ở đời chán nản với con nhìn nhiều cảnh khổ con cũng chả muốn ở đời nữa con chỉ muốn xuất gia thôi mong sư cho con giải đáp các vị đó đó là nghĩ cho cái tương lai tương lai của quý vị mà người ta nói xưng ngô thì cách 10 tuổi kêu bằng chú rồi <laughs> cách 10 tuổi kêu bằng chú rồi à, mà có khi bây giờ sư kêu bằng con thì nhưng bây giờ sư cũng kêu cái cái, cái bạn này bằng con Đấy. nhưng mà thôi à, sư có cái lời đề nghị như thế này những cái vị uh, lớn tuổi đó các vị đó có cái nhìn xa hơn cái chuyện tu á nó không phải là ngày một ngày hai trừ khi mình là cái kiểu ngoại lệ tức là mình uh, sống nay chết mai thì không có nói tới chứ còn thông thường á, cái đời tu của mình á, nó cũng tương đối dài nha tương đối dài mà mình không có cái chữ nghĩa cụ thể là mình không có được cái bằng cấp ba đó nó trở ngại rất là nhiều thứ trong đó đó là cái chuyện tăng tịch à, tức là cái cái giấy mà chứng nhận à, xuất gia đó quý vị nếu như mà mình cái kiểu thôi tu tu lên trên rừng đó, thì thôi sao không nói nhưng mà nếu như mình một cái đời sống tu sĩ bình thường vào thời nay đó thì mình cần làm cái cái giấy xuất gia cái giấy xuất gia đó thì nó đòi phải bây giờ đòi phải lớp 12 nó kẹt vậy đó rồi hơn nữa sau này đó nếu như mà quý vị muốn có cái đóng góp có cái hi hiến đối với đạo rồi có khi là người ta cũng cần có một số cái bằng cấp nhất định, ví dụ như bị à, vị à, muốn à, làm trụ trì thì à, phải cũng ít nhất là cũng phải có cái bằng cấp 3 chứ còn dù trì người ta đưa lên mất công người ta nói ông trụ trì này dốt thì tội nghiệp người ta. Có thể mình không có cái gì hết, nhưng mà những người họ không hiểu chuyện đó, họ có thể họ tạo nghiệp. Đấy. À, và rất là nhiều những cái khó khăn tương lai hơn nữa theo một cái vấn đề nữa nói nó nó kỳ chứ không ai biết trước được chuyện gì có những người đó họ chỉ muốn tu gieo duyên thôi nhưng mà rồi thì họ tu luôn một đời nhưng mà có những người đó họ có ý tu một đời nhưng rốt cuộc họ chỉ gieo duyên thôi mà những người có ý tu một đời mà rốt cuộc chỉ gieo duyên có vài tháng đó, sư thấy nhiều lắm rồi cái người có ý tu gieo duyên rốt cuộc tu một đời sư cũng thấy nhưng mà ít thôi nhưng mà cái người mà có ý tu một đời mà rốt cuộc mà chỉ tu gieo duyên nó nhiều lắm nhiều lắm nhiều tới mức mà thậm chí là sư ít có niềm tin nơi những vị mà có lòng xuất gia là những vị này sẽ trụ quá một năm ừ tới cái mức độ tại sư thấy nhiều quá rồi cho nên vì cái vì tương lai cho quý vị vì tương lai của quý vị cho nên mà mình có được cái bằng cấp 3 đó lỡ sau này mà mình có chán đạo muốn về đời đó thì nó cũng có cái để nó đảm bảo ừ. rồi nhưng mà bây giờ muốn tu quá rồi làm sao thì bây giờ sư có cái gợi ý như thế này à, nếu như mà mình không muốn học cấp 3 đó thì bây giờ mình đi học cái uh, trung tâm giáo dục thường xuyên trung tâm giáo dục thường xuyên hay còn gọi là học bổ túc văn hóa thì cái học bổ túc văn hóa này đó uh, thì sau 3 năm mình vẫn có bằng cấp 3 nhưng mà cái uh, chương trình đó thì nó nhẹ hơn rất là nhiều và cái thời gian rảnh cho mình á nó cũng có nhiều hơn rất là nhiều. Mà trong 3 năm đó đó mình làm cái gì? Mình làm tập sự nha, mình làm tập sự thì mỗi nơi có mỗi cách gọi khác nhau. Có khi nơi thì gọi là tình nhân cư sĩ, có nơi thì gọi là chú tiểu, uh, chú điệu, uh, chú tiểu rồi có nơi thì uh, gọi thế này thế kia đại loại là như vậy đó cái kiểu như mình cũng còn để tóc nha cũng còn để tóc nhưng mà mình ở chùa trong thời gian đó mình làm cái gì nhiều chuyện để làm lắm nha nhiều chuyện để làm lắm thứ nhất là mình học kinh nè cái nói chuyện học kinh thôi nó cũng tốn rất là nhiều thời gian nha bỏ ra một năm một năm nếu mình siêng một năm nếu mình xuyên còn nếu mình không được xuyên mấy. thì nó kéo dài hai năm tới ba năm là chuyện bình thường nhiều người họ vội tu họ vội tu rồi um, cứ vô là cứ đòi phải cho tu lên sa di liền cho tu lên tỳ kheo liền nó kẹt lắm nó kẹt lắm rồi một ông thầy tu mà không có thuộc kinh kệ gì hết trơn á trời á rồi cứ thể mà đụng chuyện cứ ấm a à, ấm ớ nó kỳ lắm mình đâu phải mình đi chết liền đâu mà mình vội tới như vậy mình phải bỏ thời gian ra để mình học chứ học làm ông thầy tu nha mà ở trong tặng luật cái trong tặng luật ấy, là mình phải có thời gian thử thách chứ không phải không có thời gian thử thách ờ, thì tối thiểu là 4 tháng nhưng mà tối đa thì vô hạn nha cho nên là mình dành cái thời gian đó uh để mình học kinh ừ, sau khi học kinh nè mình có thể mình học uh, học pháp nè học luật nè uh, thậm chí là mình học uh, bali nè có nhiều cái để mình học lắm mà sư sinh thưa có khi ba năm đó mình không đủ đâu ừ. uh, cho nên là mình không có vội uh, sư đề nghị một cái phương án là mình có thể học giáo dục thường xuyên ừ, rồi cái thời gian còn lại ở chùa đó uh, thì um, mình học những cái như sư nói nhưng mà điều quan trọng nhất như thế này phải có sự đồng ý của cha mẹ, tức là cha mẹ phải dẫn mình lên chùa nha để xin để tránh cái cái chuyện rắc rối về sau. Cái này cũng là được uh, nhắc tới trong tặng luật nha, cũng có nhắc tới trong luật nha. Uh, mình cái kiểu mà mình xách cái ba lô lên trên chùa đó, chùa không có dám nhận. Ừ. Uhm tại vì chưa được sự đồng ý của cha mẹ là chùa không có nhận cho nên là mình cần phải thuyết phục được cha mẹ của mình đưa mình đến chùa ha đấy đó là sự gợi ý của sư còn làm sao làm được là mình phải nỗ lực chứ